lần thứ ba ta đi nhầm đi thăm măng sát ra năng gặp cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi pháp lần thứ ba ta đi nhầm đi khăn khăn sát ra năng gặp cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi tăng lần thứ ba tỳ sarana kha năng paripun năng phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu a ma phan tê dạ xin vâng ba na ti ba ta về ramani sĩ khả ba năng samma yami con xin vâng giữ điều học là có ý ranh xa sự sát sanh adina dana về ramani sĩ khả ba năng samma yami con xin vâng giữ điều học là có ý ranh xa sự trộm cắp ca me su mi cha cha ra về ramani sĩ khả ma đăng samma adiyami con xin vâng giữ điều học là quý đan sa sĩ tà dâm mu sa wa da về ramani sĩ khả ma đăng samma adiyami con xin vâng giữ điều học là quý đan sa sự nói dối su ra me ra yama chấp ma đát tha na về ramani sĩ khả ba đăng samma yami con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự dễ uống rượu và các chất sai ba na ti pa ta về ramani sĩ khả ba đăng samma yami con xin vâng giữ điều học là có ý đánh xa sự sát sanh Adina dana veramani sikha padang samadhiyami con xin quân giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp kame su mitcha chara veramani sikha padang samadhiyami con xin quân giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm musa wada veramani sikha ba đăng samadhiya mi con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối sura me ra yamat chappa madathana veramani sikha ba đăng samadhiya mi con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu hoài Imani vancha sikha badani asukang katawa apamadena nichaka lang sammarakitappang. Chư thiện kính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với quân giới hành theo cho đến trọn đời chẳng nên gì vui. Sa thu sa thu lành thay. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã trao truyền tâm vi và ngũ hành Phật tử chúng con. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Akasatha chabumattha devanaga mahithika putnyang no anumodam tu chitrang rakhantu sasanang Akasatha chabumattha devanaga mahithika putnyang no anumodam tu chitrang rakhantu rakhake Akasatha chabumattha devanaga Naga Mahithika Punyang No Anumodan Tu Chitrang Rakhan Tu Nyatayo Akasatha Chabumattha Dewa Naga Mahithika Punyang No Anumodan Tu Chitrang Rakhan Tu Pani No Akasatha Chabumattha Dewa Naga Mahithika Punyang No Anumodan Tu Chitrang Rakhan Tu No Sada
chư thiên ngự trên hư không, địa cầu phụ ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Văn thiên chi cú sa la cầm măng ca tác băng ghi đi văn ma ma ca di na wa cha ma ca sa thi đa se u ga tăng ca tăng. Ye cha ye sa ta san ni no a thi ye cha sa ta a san ni no ca tăng quân nhà pa lăng mai hằng sắp bề pa vi pa quan tu te ye tăng ca tăng suy đi tăng viên năng quân nhà pa lăng ma ya ye cha tha na cha nam ti đề qua gan to ni quê đa dùm sắp bê lộ căm hi dê sáp ta chí quan ta ha ra hê tu ca má muôn nhân bộ cha năng sắp bê lắp bàn thu má mát dê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, dù là phước bao vững bền có thể tiếp chung đồ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh tưởng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay viết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu à, xin cùng thiên chúng đến hầu mất ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước bao cung dường, qua thành thực phẩm mùi hương thỏa nồng. Y đăng nô nha ti năng hô tú su khi ta hôn tú nha ta vô. Y đăng nô nha ti năng hô tú su khi ta hôn tú nha ta vô. Y đăng nô nha ti năng hô tú su khi ta hôn tú nha ta vô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá quản, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đăng quá tá mê buôn nhân đa năng a sa quát khá gia quá hằng hô tú a la gá tê ca nê. Y đăng quá tá mê buôn nhân đa năng a sa quát khá gia quá hằng hô tú a la gá tê ca nê. Y đăng quá tá mê buôn nhân đa năng a sa quát khá gia quá hằng hô tú a na ga tê ca lê. Xin do sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mỗi điều hạnh phúc. Thành đòn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh,
Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sau đạo quả sớm viên thành. Ngũ trần như khúc xương không, mà con chó đói cố câm gặm lì. Ngũ trần như thịt tử si, quả thanh nhau mổ kể gì thú tha. Ngũ trần như đuốc rôm phà, cầm đi ngược gió ắt là phỏng tay. Ngũ trần hầm lửa đỏ gai, xa chân xuống đó hằng ngày khổ đau. Ngũ trần tợ giấc chim bao, thấy rồi điền mất dễ nào bền gai. Ngũ trần như vật mượn xài, xài xong phải trả giữ hoài được sao. Ngũ trần như trái chín cây, ngại nhánh vỡ đau ở rừng. Ngũ trần rau kiếm sáng trưng, phạm dầm mắt khổ nửa đừng dễ vui. Ngũ trần giao thớt đủ đôi, người mê bấm đắm bị bầm nhồi nát tan. Ngũ trần đầu rắn hổ mang, có hai túi nọc lại càng dễ kinh. Ai tu liệu lấy giữ mình, mười điều tội khổ đinh ninh chớ sờ. Cảm nhân đã xin thọ trì tâm quy dẫn giới xong. Con kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt mới vào rung, và con đã xin giới xong mà Sít Nhật Quỳnh chắc bị trở ngại gì rồi. Và con kính thỉnh đại đức Tịnh Đạt cho chúng con học sớm 6 phút. Và con xin thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Ca Giá. Con kính định lễ Đức Phật, con kính định lễ giáo pháp, con kính định lễ Đức Tăng, con kính định lễ Thường Tọ Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức. Và kính mời quý Phật tử cùng cảm dân xin hạnh pháp sư. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn quản, Phật nhậm mình nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự phát từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được hướng nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 năm dạ hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và hôm nay còn sớm 5 phút, và con kính thỉnh đại đức Tịnh Đạt cho chúng con học sớm 5 phút. Và sư có máy xong cho con xin tín hiệu, nếu được thì sư cho chúng con học sớm, không thì dạ con thấy tín hiệu của sư rồi. Và con kính thỉnh đại đức Tịnh Đạt hướng dẫn dạy cho chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến đại đức Tịnh Đạt. Dạ Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ chúng con xin kính lễ chư tăng, đến Thượng Tọa Minh Thành. Và mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Và ngày hôm nay Pháp Cú Kinh, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với cái ôn tập cuối tuần. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ
Tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú ở số 109 và 160. Phẩm tự ngã Atavakkha. À, cô Đặng Đông chưa có bài Duyên Sự hả? Dạ. Dạ. Dạ, hôm nay một cái buổi ôn tập cuối tuần cũng rất là đặc biệt. Đối với vị thì ngày hôm nay Tịnh Đạt đang có mặt ở giảng đường của chùa Tứ Phương Tăng, và vào giờ này cũng là cái giờ học lớp học hàng ngày tại chùa Tứ Phương Tăng, cũng học về chuyên đề về Pháp Cú. Và hôm nay thì lớp học cũng ôn tập về kinh Pháp Cú, cho nên Tịnh Đạt xin được kết hợp các vị ôn tập trên diễn đàn, và Tịnh Đạt cũng hướng dẫn cho ôn tập tại giảng đường chùa Tứ Phương Tăng. Nhà sư mới vừa gửi bài Duyên Sự cho cô Đặng Đông. Cô Đặng Đông kiểm tra giùm sư nha. Dạ, Nam Mô Bổn Bụt Thầy giá. Dạ, để bắt đầu cho cái buổi ôn tập ngày hôm nay tại dạng và diễn đàn Pháp Cú Kinh, cũng như là giảng đường chùa Tứ Phương Tăng, cũng trong cung thỉnh Chư Tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng lễ Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính thưa quý vị, trong giảng đường hôm nay thì cũng có nhân cái buổi ôn tập Pháp Cú Kinh trên diễn đàn, trên bao thóp của diễn đàn Pháp Cú Kinh, cũng như là cái buổi ôn tập Pháp Cú của giảng đường chùa Tứ Phương Tăng mình, thì sư xin kết hợp hai cái buổi học này trực tuyến cũng như là trực tiếp tại giảng đường. Bây giờ xin quý vị chúng ta đợi giây lát các vị khác tập trung, thì sư hướng dẫn ở diễn đàn Pháp Cú Kinh trước nha. Quý vị lắng nghe, cũng như là tất cả Phật tử quý vị ở trên diễn đàn Pháp Cú Kinh. Hôm nay chúng ta có một cái nhân duyên kết hợp hai cái buổi ôn tập, và cũng như là cũng thường lệ chúng ta cũng ôn tập bình thường thôi, nhưng mà đặc biệt một điều là một lát nữa đó, quý vị ôn tập đó, thì cái lời ôn tập của quý vị sẽ Tịnh Đạt sẽ phát ra loa cho tất cả mọi người diễn đàn ở tại giảng đường Pháp Chủ Tứ Phương Tăng cùng lắng nghe. Coi như là hôm nay cái nickname thì khu Tịnh Đạt có đến là trên 20 vị học viên
trên thân vị học viên, tại vì đang là cái khóa tu hè. Hiện tại chùa Tứ Phương Tăng này trên có trên 20 vị học viên đang ở chùa. Dạ, sa thú làm thai. Cái này có mở lên trên máy được không? À, cô lên trên xem trên cô Rạng Đông có được cái bài duyên sự chưa cô Rạng Đông? Dạ vâng. Ở diễn đàn Pháp Cú Kinh đang trực tuyến thì hôm nay chúng ta ôn tập hai câu kệ ngôn Pháp Cú số 159 và câu số 160. Còn tại giảng đường học tiếp ở chùa Tứ Phương Tăng thì chúng ta sẽ ôn tập là 8 câu. Câu số 61, câu số 78, câu số 87, câu số 128, câu số 173, câu số 182 và câu số 190 và câu số 333. Là 10 câu. À, 8 câu. Rồi, trên kia chờ cho con. Trong khi chờ đợi lớp học trực tiếp tại giảng đường thì tình trạng xin được ôn tập trước ở trên Room Pháp Cú Kinh câu số 190 và câu số 160, câu số 159 và câu số 160. Dạ. Phẩm Atawaka tự ngã câu số 159. Atanan cheta thakayira yathanya manusa sati sudanto watadameta atahi piradumdatumo Atanan cheta thakayira yathanya manusa sati sudanto wata dhammeta atahi pira dumdamo. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều người, khó thay tự điều phục. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Câu số 160. Atahi atanunato kohi nato parosiya atanahi sudantena nathang lapati dunlapang atahi atanunato kohi nato parosiya atanahi sudantena nathang lapati dunlapang. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác. Nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác. Nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu.
thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta ôn tập hai câu kệ ngôn Pháp Cú số 159 và câu số 160. Hai câu kệ ngôn Pháp Cú này có một cái duyên sự, có hai cái duyên sự liên quan đến để hôm nay tịnh đạt sẽ đọc luôn cái duyên sự trước cho tất cả quý vị, chúng ta sau đó mời các vị, tất cả quý vị chúng ta cùng ôn tập. Câu số 159, câu kệ ngôn Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Chitavana Vihara, đề cập đến trưởng lão Pathanikatissa. Thầy là một vị tỳ khưu luôn nhắc nhở người khác nên chuyên cần hành thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng. Đến đêm á, muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Các vị tỳ kheo khác sau khi biết được rằng người thầy của mình hướng dẫn chỉ là lý thuyết suông nhưng không thực hành theo lời đã nói, nên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy. Nếu muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Tiếp theo là duyên sự tóm tắt của câu kệ ngôn Pháp Cú số 160. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Chetavana Vihara, đề cập đến mẹ của trưởng lão Kumara Kassapa, một vị trưởng lão ni kia hạ sanh một con trai mà bà đã thọ thai từ lúc chưa xuất gia. Đức vua Pasenadi đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn. Về sau, cậu bé lớn lên cũng xin đi xuất gia và đắc quả A-la-hán là trưởng lão Kumara Kassapa. Tuy nhiên, trưởng lão ni không thể dứt tình mẫu tử. Ngày kia thấy trưởng lão Kumara Kassapa, con của bà, đi trì bình, bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng ngài không đáp lại sự triều mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh thúc giục bà sớm dập tắt các tâm luyến ái và đắc quả A-la-hán. Nghe vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích rằng, này các tỳ khưu, người nào nương cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sinh lên cõi trời hoặc chứng đắc đạo quả. Bởi vậy cho nên, mình hãy là chỗ nương tựa của mình, chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy. Đây là nội dung hai câu kệ ngôn Pháp Cú và duyên sự tóm tắt trong phẩm Atawaka, phẩm tự ngã mà diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta ôn tập ngày hôm nay. Thưa tất cả hội chúng tại giảng đường chùa Thứ Hương Tăng, đây là một cái sinh hoạt quý vị thấy trên màn hình đó, sinh hoạt với cái chương trình là Bao Thoát diễn đàn Pháp Cú Kinh. Hằng ngày đó, trong các ngày trong tuần thì sẽ có một cái vị giảng sư để mà giảng về Pháp Cú. Mỗi vị sẽ giảng một câu kinh Pháp Cú suốt 423 câu. Và ngày Chủ Nhật á, lúc trước đó là ngày giảng của Đại Đức Pháp Tính ở chùa Bủ Đức. Nhưng khi mà sư mất rồi đó thì cái ngày này chưa có tìm được cái vị thay thế. Cuối cùng thì nhân duyên tình cờ thấy một cái ngày trống như vậy mà chưa có một cái giờ giảng nào hết, cho nên tịnh đàn cũng xin ban tổ chức các vị ở trong ban điều hành mở ra một cái lớp học gọi là ôn tập cuối tuần cũng về Pháp Cú Kinh. Tức là trong tuần đó mình học cái gì thì cuối tuần mình ôn lại những cái câu kinh Pháp Cú đó với cái duyên sự tóm tắt. Bởi vì kinh Pháp Cú đó chúng ta học đó, đó là chánh kinh.
chúng ta học những câu kệ ngôn pháp cú 423 câu đó là chánh kinh Đức Phật ngày nói. Còn câu chuyện đó là về phần chú giải, tức là các ngài sau này thu thập lại các cái duyên sự, nguyên nhân gì, nguyên cái câu chuyện gì mà nhân cái cơ hội đó Đức Phật ngày nói lên câu kệ ngôn pháp cú. Thì trong cái buổi ôn tập cuối tuần hàng tuần đó, ngày Chủ nhật hàng tuần đó, thì Tịnh Đạt sẽ hướng dẫn để mà các cái vị Phật tử ở trên diễn đàn này, có nhiều vị cũng rất là tinh tấn, ở Việt Nam có, ở nước ngoài có. Tuy rằng là cái thời gian nó không có giống nhau, nhưng mà các vị này rất là tinh tấn để mà tham gia các cái buổi học ở trên diễn đàn. Và cái chương trình ôn tập cuối tuần như sau, là một tuần như vậy đó, tức là một buổi ôn tập như vậy, chúng ta sẽ ôn tập 2 đến 3 câu kệ ngôn pháp cú. Và đầu tiên đó là sư sẽ đọc ôn tập tập thể, tức là sư sẽ đọc trước, sau đó là các vị Phật tử ở trên diễn đàn này luân phiên nhau để mà cầm mic ôn tập. Một lát nữa thì hội chúng ở giảng đường chúng ta sẽ nghe những Phật tử này kệ những câu kệ ngôn pháp cú và đọc lại cái duyên sự, giúp cho khi mà mình học rồi đó, giúp cho mình ôn lại những kiến thức, ôn lại những kiến thức đã học, ôn lại những kiến thức đã học. Và như vậy đó là sẽ giúp cho mình thấm thía hơn, nhớ nhiều hơn, thay vì là chúng ta chỉ ngồi thụ động để mà nghe. Kính thưa quý vị, ở trên diễn đàn Pháp Cú Kinh thì hiện tại giảng đường ở tại chùa Thứ Phương Tăng đó là trên 20 học viên đang tham gia. Tức là hôm nay đó, luôn diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta rất là đông đảo. Tuy rằng chỉ có một cái nick Tỳ Khưu Tịnh Đạt, nhưng mà gồm có là trên 20 nhân khẩu. Quý vị hôm nay là một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Hôm nay các vị kệ kinh ôn tập không chỉ đó là những thành viên, những vị tham gia diễn đàn nghe, nghe qua trực tuyến, mà ở giảng đường tại chùa Thứ Phương Tăng cũng đang lắng nghe quý vị. Cho nên hôm nay rất là đặc biệt và quan hỷ. Bây giờ thì sư xin mời các vị trên pháp kinh chúng ta bắt đầu cho buổi ôn tập ngày hôm nay. Và đầu tiên thì xin mời cô Cẩm Vân. Cô Cẩm Vân là thân mẫu của sư Pháp Tính tại chùa Vũ Đức. Và xin mời cô Cẩm Vân ạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 159. Atta nan che ta tha ca ri ca di ra ya hành nhá mana manu manu sa sati su dan to quá tá đầm mê thá atta hi ki ra đúc đa mô atta nan che tá tha ca di ra ya hành nhá manu sa sati su đan tô quá tá đa đầm mê thá áp tà hí ký rá đúc đa mô. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều người, khó thai tự điều cục,
hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều, điều. Dạ cô Cẩm Vân ơi, cô Cẩm Vân cầm mic lại, cô Cẩm Vân ơi. Kệ Pháp Cú 159. Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Hà Rá, đề cập đến trưởng lão Phá Tha Ni Cá Tiết Xá, hay là một vị tỳ khu luôn nhắc nhở người khác nên chuyên cần hành thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng. Đến đêm muốn ngủ, chừng nào thì ngủ. Còn các tỳ khu khác, còn các tỳ khu khác sau khi biết được rằng người thầy hướng dẫn chỉ dạy, chỉ giảng lý thuyết suông nhưng không thực hành theo lời đã nói, nên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy, nếu muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã và hết. Câu Pháp Cú số 160. Atta hi atta no na tho ko hi na tho paro chi ya atta na hi sudan de na na thang la pa ti dum la pang atta hi atta no na tho cô hí na thô pá rô xí gia a tá na hí su đàn đề na na thăng la pá tí đùm la băng. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chuyên sự câu số 160. Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Chi Tá Quá Ná Quý Hà Rá, đề cập đến mẹ của trưởng lão Cú Ma Rá Cáp Xá, một vị trưởng lão ni kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất gia. Đức vua Pá Nê Ná Đi đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn. Về sau cậu bé lớn lên cũng sinh xuất gia và đắc quả A La Hán là trưởng lão Cú Na Ca Cáp Sa Pa. Tuy nhiên trưởng lão ni không thể giúp tình ngũ tử. Ngày kia thấy trưởng lão Cú Ma Ra Cát Sa Pa, con của bà đi trì bình, bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng ngài không đáp lại sự triều mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh dục bà sớm dập tắt tâm liên ái và đắc quả A-la-hán. Nghe vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích rằng: này các tỳ khu, người nào nương cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đạo quả. Bởi vậy cho nên mình hãy là chỗ nương tựa của mình,
chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy. Dạ hết, dạ con đã đọc bài xong và dạ, mến mời bàn tay của Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ cảm ơn cô Cẩm Vân ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo, Minh Phạm cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, con xin phép được ôn bài câu Pháp Cú 159. Dạ, con kính truyền Đại Đức Tịnh Đạt tiếng âm thanh nghe rõ. À ta nanh chê ta tha ca di ra à thanh năng na nụ sa sa ti su đam tô qua ta đam mê ta à ta hi ki ra đút đa mô. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phép được đọc duyên sự. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngự tại Chetavana Quý Hà Rá, đề cập đến trưởng lão Bá Tha Ni Cá Tít Xá. Thầy là một vị tỳ khưu luôn nhắc nhở người khác nên chuyên cần hành thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng, đến đêm muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Còn các vị tỳ khưu khác, sau khi biết được rằng người thầy hướng dẫn chỉ giảng lý thuyết suông nhưng không thực hành theo lời đã nói, nên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy. Nếu muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Dạ, xin tiếp câu 160. Atta hi atta no na tho, ko hi na tho ta ro si ya. Atta na hi su dan te na, na thang la pa ti đút lắp thang. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được đọc duyên sự câu pháp cú 160. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Chetavana Quý Hà Rá, đề cập đến mẹ của trưởng lão Kumara Kassapa, một vị trưởng lão ni kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất gia. Đức vua Pasenadi đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn. Về sau cậu bé lớn lên cũng xin xuất gia và đắc quả A-la-hán là trưởng lão Kumarakassapa. Tuy nhiên trưởng lão ni không thể dứt tình mẫu tử. Ngày kia thấy trưởng lão Kumarakassapa, con của bà, đi trì bình, bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng ngài không đáp lại sự chiều mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh thúc giục bà sớm dập tắt tâm luyến ái và đắc quả A-la-hán. Nghe vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích rằng, này các tỳ khưu, người nào nương cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đắc đạo quả. Bởi vậy cho nên mình hãy là chỗ tựa của mình, chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy. Dạ hết ạ, con đã đọc bài xong, con xin phép mời một vị kế tiếp ạ. Dạ, cảm ơn cô Giảng Đồng. Dạ, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, bây giờ thì dân xin đọc Phật kệ kinh Pháp Cú số 159. Kính trang sư. A ta nan che ta tha ca di ra ya thanh nha ma sa di
Sudanto wa tadamme tha. Kai ra su dan mo hãy tự điều khéo người điều phục. Phổ thơ Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này tên khi ngự Tá Quán Ná đề cập đến trưởng lão Bát Tha Ni Cát thầy khác chuyên cần hành thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng đến đêm, muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Còn các vị tỳ khưu khác sau khi biết được rằng người thầy hướng dẫn chỉ giảng lý thuyết suông nhưng thực hành theo lời đã nói, nên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy, xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Câu pháp cú kinh số 160. Atta hi atta no na tho ko hi na tho pa ro si ya atta na hi su dan te na na thang la pha ti dun la phang atta tai at ta no na tho ko hi na tho ro si ya at ta na hi so dan te na na thang la pha ti dun la phang at ta hi at ta no na tho Ina to parosia atana isu dantena natang lapati dun lapang. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Chê Tá Quán Ná Quý Ha Rá đề cập đến mẹ của trưởng lão Cú Ma Ra Cách Bá, một vị trưởng lão ni kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất gia. Đức vua Bát Xê Na Đí đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn. Về sau cậu bé cũng xin xuất gia và đắc quả Cú Ma Ra không thể giết phụ tử ngày kia. Thấy trưởng lão Cú Ma Ra con của bà bình, bà đến gần tấm lòng ưu ái, nhưng ngài không đáp lại sự chiều mến ấy, thái độ của người con thức tỉnh, thúc giục bà sớm dập tắt tâm luyến ái và đắc quả A-la-hán. Vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích rằng, này các tỳ khưu, người nào nương
cậy kẻ khác không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đắc đạo quả. Bởi vậy cho nên là chỗ tựa của mình, chứ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy. Dạ hết. Dạ cảm ơn chị Đặng Đông đã bót bài. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Trần Đạo. Dạ mời chị Trần Đạo. Dạ, con kính cảm ơn cô tu nữ Tự Nhiên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng thọ minh hạnh đại đức Tịnh Đà cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ cô tu nữ Tự Nhiên, cô tu nữ Như Pháp kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Nhung Phạm và sư Tịnh Đạt cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 159 ạ. Atta năng chê ta tha ca di ra Ya tha năng ma nu sa sa ti Su đăng tô wa ta tham mê tha Atta hi ki ra đục đa mô Atta năng chê ta tha ca di ra Yat thang na ma nu sa sa ti Su đăng tô wa ta tham mê tha Atta hi ki ra đục đa mô. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thai tự điều phục. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngự tại Chê Tá Quá Ná Vi Ha Rá, đề cập đến trưởng lão Bát Tha Ni Cá Tích Xá. Thầy là một vị tỳ khu luôn nhắc nhở người khác nên chuyên cần hành thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng. Đến đêm, muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Còn các chị thì khu khác sau khi biết được rằng người ấy, người thầy hướng dẫn, chỉ giảng lý thuyết suông nhưng không thực hành theo lời đã nói, nên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy. Nếu muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác, thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Câu kệ Pháp Cú số 160 ạ. Atta hi atta no na tho Ko hi na tho ba ro si ya Attang ha hi su đăng te na Na thang lập ba ti đun la băng Atta hi atta no na tho Cô hi na thô bà rô si ya A tăng ha hi su đăng tê na Na thăng lập ba tì đun la băng. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác. Nhớ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Chê Ta Quá Ná Vi Ha Rá, đề cập đến mẹ của trưởng lão Cú Ma Rá Cấp Sa Bá, một vị trưởng lão ni. Khi hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất gia, Đức Vua Bá Xê Na Đí đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn. Về sau, cậu bé lớn lên cũng sinh xuất gia và đắc quả A-La-Hán là trưởng lão Cú Ma Rá Cấp Sa Bá. Tuy nhiên, trưởng lão ni không thể dứt tình mẫu tử. Ngày kia, thấy trưởng lão Ma Rá Cấp Sa Bá, con của bà, đi trì bình, bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái. Nhưng Ngài không đáp lại sự triều mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh, thúc giục bà sớm dập tắt tâm luyến ái và đắc quả A-la-hán.
Nghe vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích rằng: Này các tỳ khưu, người nào nương cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đắc đạo quả. Bởi vậy cho nên mình hãy là chỗ tựa của mình, chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy. Và con đã đọc xong ạ. Con xin cảm ơn chị Đặng Đông đã bắt bài. Và con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thú cô Trần Đạo. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thăng Maya, Nam mô Sang Khaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu pháp cú 159 ạ. Át ta nành chê tát thà ca di ra dạ thành na manu sa sát tị su đàn tô quá tạ đầm mề tha át tà hi ki ra đút đa mồ. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin đọc duyên sự câu pháp cú 159 ạ. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngự tại Chetavana Vihara, đề cập đến trưởng lão Patthanika Tissa. Thầy là một vị tỳ khưu luôn nhắc nhở người khác nên chuyên cần hành thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng, đến đêm muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Còn các vị tỳ kheo khác, sau khi biết được rằng người thầy hướng dẫn chỉ giảng lý thuyết suông nhưng không thực hành theo lời đã nói, nên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy. Nếu muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải tự khéo dạy lấy mình trước đã. Con xin ôn bài câu 160 ạ. Atta hi atta atta hi atta no na tho ko hi na tho pa ro si ya atta na hi su dan te na na thang la phát ti đút đùn lá phẳng. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Duyên sự câu 160. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Chetavana Vihara, đề cập đến mẹ của trưởng lão là Cụ Kumara Rakasapa, một vị trưởng lão ni kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất gia. Đức vua Pasenadi đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn. Về sau cậu bé lớn lên cũng xin xuất gia và đắc quả A-la-hán là trưởng lão Kumara Kassapa. Tuy nhiên, trưởng lão ni không thể dứt tình mẫu tử. Ngày kia thấy trưởng lão Kumara Kassapa, con của bà, đi trì bình, bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng ngài không đáp lại sự trìu mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh, thúc giục bà sớm dập tắt luyến ái và đắc quả A-la-hán. Nghe vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích rằng: Này các tỳ kheo, người nào nương cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đắc đạo quả. Bởi vậy cho nên mình hãy là chỗ tựa của mình, chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy. Dạ, con xin hết ạ. Con đã ôn bài xong, kính mời Sít Nguyệt Canda. Dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Đại Sư với cả cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc trong pháp cú số 159. Atta nan che tattha ca di ra yat thành na manusa sati sutta an tu vata tam me tha at ta hi ca at đa mô.
ta nan chê tất tha các di ra Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép đọc lại ạ. Để cho con xin lại bài đi thưa cô rằng đó. Câu pháp cú số 159. Atta nan che tattha kajira yat than nyamanus sa sati sudanto watat thamme tha atta hikira dundamo. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thai tự điều phục, của hòa thượng Thích Minh Châu. Anta nan che tantha kajira ya thanyama nu sa sa ti su dan tu wa ta dam ne tha an ta hi ki ra dun da mu. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thiết lên khi ngự tại Chê Tát Quá Ná Vihara, đề cập đến trưởng lão Phattha Nikathisa. Thầy là một vị tỳ khu luôn nhắc nhở người khác nên chuyên cần hành thiền, nhưng chính thầy thì không cố gắng. Đến đêm muốn ngủ chừng nào thì ngủ. Còn các vị tỳ khu khác, sau khi biết được rằng người thầy hướng dẫn chỉ giảng lý thuyết suông nhưng không thực hành theo lời đã nói, nên đã đến bạch với Đức Phật. Đức Phật sau đó nhân cơ hội này đã giáo huấn rằng nên thực hành trước những lời mình dạy. Nếu muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Và câu pháp cú số 160. Atta hi atta no na thù ko hi na thù pháp ru si ya atta na hi su đàn tê na na thằng la phát tít đun la phần. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, tự y chỉ khó được, của hòa thượng Thích Minh Châu. Anta hi anta nu na tu ko hi na tu parusiya anta na hi sudante na na thang la pha ti dun la phang. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thiết khi ngự tại Chê Tát Quá Ná Vihara, đề cập đến mẹ của trưởng lão Kumara Kassapa, một vị trưởng lão ni kia hạ sanh một trai mà bà đã thọ thai lúc chưa xuất gia. Đức vua Pasenadi đã nhận nuôi đứa trẻ đến khôn lớn, về sau cậu bé lớn lên cũng khôn lớn. Về sau cậu bé lớn lên cũng xin xuất gia và đắc quả A-la-hán là trưởng lão Kumara-kassapa. Tuy nhiên, trưởng lão ni không thể dứt tình mẫu tử. Ngày kia thấy trưởng lão Kumara-kassapa, con của bà, đi tỳ bình, bà đến gần với tất cả tấm lòng ưu ái, nhưng ngài không đáp lại sự triều mến ấy. Thái độ của người con thức tỉnh, thúc giục bà sớm dập tắt tâm luyến ái và đắc quả A-la-hán. Nghe vị trưởng lão ni chứng ngộ đạo quả, Đức Phật giải thích rằng, này các tỳ khu, người nào nuôi cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc sẽ chứng đắc đạo quả. Bởi vậy cho nên, mình hãy là chỗ tựa của mình, chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện ấy. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con xin phép được hết ạ. Con kính cho mít đến đạo tràng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác. Rồi, chúng ta giữ im lặng. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, tiếp theo cho đây là cái buổi ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú số 159 và 160 của các học viên tại chùa Tứ Phương Tăng, ôn tập tập thể cùng tham gia với diễn đàn pháp cú của chúng ta. Quý vị nghe rõ âm thanh thì để quý vị chúng ta cùng ôn tập. Dạ. Dạ, sa tu sa tu. Dạ rồi, dạ, các học viên tại lớp học tại chùa Tứ Phương Tăng, chúng ta bắt đầu đọc nha. Chúng ta đọc Nam Mô Tát Xá một lần, rồi chúng ta bắt đầu đọc câu kệ ngôn 159 và duyên sự tất tắc. Nam Mô chúng ta bắt đầu đọc. Số 160. Ngài công đáp lại sự yêu mến ấy, hãy
lần hai. Dạ sa thú, sa thú lần hai. Dạ trong diễn đàn của mình quý Phật tử vị nào còn chưa được ông bài không ạ? Chúng ta còn được vài phút nữa thôi. Chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi. Tinh đàn cũng xin được xin phép và các vị chưa được ôn bài, chúng ta cũng quan nghỉ cho ngày hôm nay, cũng là cái duyên sự, cái nhân viên trùng hợp đặc biệt lớp ôn tập diễn đàn Pháp Cú Kinh tại Room Bonfort, và cũng như là lớp học giảng đường tại chùa Đức Phương Tân Bình Phước. Và hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta ôn tập hai câu kệ ngôn, câu 159 và câu số 160. Hai câu kệ ngôn Pháp Cú này trong phẩm Tự Ngã Atthawakka. Nội dung hai câu kệ ngôn Pháp Cú này dạy cho chúng ta về, cũng như là những câu kệ ngôn Pháp Cú có cái nội dung tương tự, có cái nội dung tương tự ở trong phẩm Tự Ngã mà Tịnh Đạt đã từng trình bày với quý vị, đó là biết yêu lấy bản thân mình với cái sự đúng cách. Và trong hai câu kệ ngôn Pháp Cú này thì chúng ta thấy là câu số 159 nói về một cái vị trưởng lão hướng dẫn cho những người thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, nhưng chính bản thân của vị đó thì không có làm theo những cái lời mình đã nói. Do cái nhân nguyên cớ này mà Đức Phật Ngài đã dạy, đó là hãy tự làm cho mình như điều dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Cái việc mà mình nói hay, mình giúp cho người khác giải quyết được cái thắc, cái khúc mắc, mình đưa lời tư vấn cho người khác thoát được khỏi những cái vướng bận, thì cái điều đó rất là dễ, bởi vì mình chỉ nói. Nhưng cái điều quan trọng hơn đó là cái lời nói đó nó có đi đôi với cái thực hành hay không. Thí dụ như thực tế mà nói, đó là mình hay khuyên những người khác ăn hiền ở lành, hay là làm các công đức như là bố thí, trì giới. Nhưng nếu cái lời nói của mình á được có giá trị và được nhiều người chấp nhận, thì mình phải là người hiền, mình phải là người thường xuyên bố thí, và mình phải là người thường xuyên trì giới. Thì khi mà mình nói ra những lời nói đó, nó mang đến một cái hiệu quả về cái lời nói thiện. Còn như không á, mình chỉ nói biết như vậy nhưng mà không có thực hành theo thì cũng không có lợi ích gì. Cũng giống như trong một cái câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật Ngài dạy là muỗng với vị canh. Cho dù là mình có đọc kinh điển, mình có học kinh điển, nhưng mà không có hành trì đó, mình không có thực hành thì cũng không có mang đến cái kết quả. Giống như là cái muỗng ở trong cái nồi canh, cho dù là nằm trong cái nồi canh cũng không có nếm được cái hương vị của cái vị canh đó. Mình phải là những người trải nghiệm những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy, chúng ta thực hành và chúng ta chia sẻ, thì đó mới là một cái đời sống tự điều phục mình trước khi mình đem giáo hóa người. Tự giác hay giác tha, tự mình giác ngộ, tự mình hiểu, tự mình bản thân mình trải nghiệm qua rồi thì chúng ta mới giúp người khác được, như vậy mới là hiệu quả. Còn câu kệ ngôn Pháp Cú số 160
nói về cái việc đó là dựa trên bản thân mình chứ không phải tùy thuộc vào người khác. Ở đây ngay cả là người thầy của mình đi nữa thì là những người giúp đỡ mình ở trên con đường học đạo, hành đạo, chứ mình không có tùy thuộc vào cái người đó. Cái người đó tốt thì mình tốt theo, cái người đó không tốt thì mình cũng không tốt theo, thì cái điều đó nó không có mang đến một cái lợi ích gì hết. Thì kính thưa quý vị, ở trên diễn đàn Pháp Cú Kinh hôm nay chúng ta ôn tập hai câu kệ ngôn Pháp Cú số 159 và số 160. Hôm nay thì phải nói là một cái duyên sự trùng hợp mà cũng rất là đặc biệt. Diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta hôm nay thì với số lượng cũng là bao nhiêu cái vị tham gia diễn đàn đó, nhưng hôm nay thì có thêm rất là đông đảo học viên tại chùa Đức Phương Tăng. Do vì đây là đang cái khóa tu hè cho các vị học sinh, cho các bạn học sinh sau khi kết thúc mùa hè tu học để mà được học kinh, học pháp, để nghe các sư giảng dạy trong suốt một tháng. Đây là một cái nhân duyên cho bạn được trải nghiệm ở trong cuộc sống thiền môn. Và nếu không có gì thay đổi thì chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập với câu kệ ngôn Pháp Cú số 161 liên quan đến tích truyện duyên sự thiện nam Mahakala. Câu số 162 liên quan đến tích truyện duyên sự Devadatta. Chúng ta cũng hết cái thời gian sinh hoạt ở trên diễn đàn rồi. Xin được trí ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn và tham gia lớp học ôn tập cuối tuần của diễn đàn Pháp Cú Kinh. Một lần nữa xin được trí ân các quý vị và cầu chúc tất cả chư tăng và tất cả quý vị được thân tâm an lành và tấn tu trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay, và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, thượng tọa Minh Hạnh đã rời rung, và con kính thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến Đại Đức Tịnh Đạt. Avantu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa bhutanupavena sapa dhammanupavena sapa sankhanupavena sada sothi bhavantu pe sadhu sadhu. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt của Cùng Chư Tôn Đức đã vào đông chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Yadevata Santi Viharawa Sini Thupe Gare Bodhi Gare Tahin Tahin Ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le he ra cha ma cha na va ca cha bi kha vo sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha ik sa ra sa pa na bu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba tiết cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang ta tu di rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha buốt ya la tăng phô hô tu sa mắc ngô wa
Atha ya cha hi ta ya cha Amhe rat khan tu sắc thầm mô Pháp pê pi thầm ma cha ri đô Vút thêm sâm pa vũ ni ya ma Thầm ma ri ya pa vê di tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống.